Thì cái bí quyết đối với Kỳ Duyên đó là tại vì đàn ông là cái phái háo thắng, cái phái thích chinh phục, nên cái gì mình đừng quá dễ. Mình phải hơi khó khăn một chút thôi. Ví dụ những cái ví dụ nhỏ như là, ví dụ anh ta text cho mình, mình không cần text lại, mình không cần trả lời liền ngay lập tức, mình có thể chờ một tí. Đó, hay là có những cái mà ví dụ như là mình phải lững lờ một tí, là mình đừng có cho người đó cái cảm giác là quá yên tâm, quá yên tâm. Ví dụ như là người ta hỏi là tối nay, ví dụ mới quen nhau, text là tối nay em có rảnh không để đi chơi, thì mình thay vì nó em rảnh chờ anh tới đón, nó em chưa biết chắc nữa, tùy theo anh để coi có gì em gọi anh lại được không. Đó có nghĩa là mình là cái người hẹn và mình là cái người set cái giờ để cho người kia phải chờ một tí. Đó, thành ra chị nghĩ là, và cái đó, cái mà nó không chắc ăn, cái mà phải để cho người ta hơi lo sợ, hơi tìm đến mình, thì cái đó là cái mà làm cho cái người đàn ông cứ muốn đi theo. Nhưng mà hơi khó khăn thôi, chứ còn mà khó quá khó thôi không được đó. Thì bởi vậy đó là cái nghệ thuật. Nhưng mà làm sao biết nó phải chân đạp chân thắng, chân thắng chân ga, chân thắng chân ga, sao không? Chứ còn nếu mà thắng két quá đó thì nó thắng luôn, mà thả neo nhiều quá thì nó đứt dây diều bay luôn. Nhưng mà nói đến giữ người yêu thì phải nói qua tất cả những cái gì Kỳ Duyên với Nhật Bình nói nãy giờ là cái lý thuyết thôi. Bây giờ mình đi tới những cái gọi là realistic, thực dụng, hữu dụng và nó chắc ăn hơn. Là bây giờ giữ được người yêu thì không chắc có giữ được không, nhưng mà chắc chắn là sẽ không làm người yêu dội. Là thứ nhất là quý vị biết là cái sản phẩm Hibora này là Kỳ Duyên với Nhật Bình đã nói rất nhiều lần, và bây giờ phải nói đây là cái sản phẩm đang bán chạy nhất trong hệ thống Kỳ Duyên Beauty Store ở Việt Nam. Và lý do là tại vì nó có kết quả thật. Nó có kết quả quả thật. Cái gì mà mình mang vào mà mình giới thiệu đó, mà có thể là sales tháng đầu nó lên cao, nhưng mà những tháng sau nó xuống, thì có nghĩa là họ mua thử một đợt và họ không mua lại. Nhưng mà còn cái Hibora này thì càng ngày mỗi một tháng cái sale nó càng lên cao, thì chứng tỏ là nó có work, mà Kỳ Duyên dùng, Kỳ Duyên cũng thấy nó work. Có nghĩa là thưa quý vị, cái này là nó đặc biệt. Nếu quý vị chưa nghe thì Kỳ Duyên xin nói lại, là nó làm khử các cái mùi hôi ở trong người. Có nghĩa là detox á, cái đầu tiên là nó detox cơ thể mình. Mà nó chuyên detox về những cái mùi hôi. Chứ không phải là nó tạo cái mùi hương thơm như nước hoa như gì. Mà thứ nhất là nó detox cái mùi hôi trong cơ thể mình. Sau rồi mình tiếp tục dùng nữa thì nó sẽ làm tăng cái mùi hương thơm tự nhiên của da thịt mình. Và đây là cái Kỳ Duyên nghĩ là trong bất cứ một cái tình yêu nào, dù mình là đàn ông hay là mình là đàn bà, mà nếu mình có một cái mùi khó chịu thì Kỳ Duyên nghĩ là cái đó là sẽ làm cái người bên kia dội ngược lại. Chị không cần biết là có thu hút, có giữ được lâu không, là phải đi trước hết. Tại vì cái thuốc này mọi người biết là cái Hibora này là nó sản xuất những cái tinh chất từ cây hoa anh đào với lại hoa hồng Denmark, rất là thơm. Tánh chị Duyên là chị không có thích xịt tùm lum, mỗi khi nhiều khi là mình phải xài nước hoa của mình cho chị Duyên đó. Thì bữa đó em nói chứ ủa chị, bữa nay chị lại điệu quá xài nước hoa hả? Chị nói không có, chị không có xài hết. Ủa vậy hay là tại vì cái dầu tắm ở trong toilet? Chị nói không. Thì hửi thì nó ủa cũng không phải cái mùi đó. Thì chị mới nói là chắc là tại vì chị mới thử cái sản phẩm này Hibora, là chị không có tự nghe được cái mùi hương mà người ta nói là uống vô thì là mình xung quanh mình thì mình đâu không nghe được. Thì người ta nói là chị uống thử đi cái này là nghe mùi hương. Thì em nói đúng là ngay xong em mới hửi thử cái mùi chị là rất là thơm, mà em đi xích ra thì lại không nghe, mà đi gần thì rất là thơm. Thì cuối cùng là chị mới đưa cái hũ này em nghe, thì em hửi vô thì đúng chính xác là cái mùi này. Thứ nhất là quý vị, cái này là làm ở bên Nhật và nhập về đây. Và quý vị biết là bất cứ cái hàng nào của Nhật, Duyên phải nói là Duyên rất tin tưởng. Tại vì khi mà mình tiếp xúc với người Nhật, mình tới nước Nhật, mình thấy cái xã hội của họ. Người Nhật là cái người nói chung là họ đem cái uy tín của cái hãng, cũng như là quý vị biết là hồi xưa mà họ họ thờ những ông emperor Nhật đó, là cả những người ở dưới sẵn sàng mổ bụng chết vì uy tín. Như Bình nói đó, mình mới uống thì mình sẽ ra cái hoa hồng, nhưng mà Bình khi mình uống nhiều hơn 2-3 liệu trình thì mình sẽ nghe cái mùi hương thơm từ người của mình. Tại mỗi một người chúng ta mình có một cái mùi riêng,
Và khi nó đã thanh lọc được tất cả những cái mùi hôi, và hôi đây là nó sẽ ra bằng đường miệng, đường nách, đường tóc, đường mồ hôi, nói chung là đường và tích niệm, và tất cả đường nào mà nó chảy ra từ trong ra ngoài thì nó sẽ có cái mùi đó. Cái tinh chất này, hoa hồng và hoa anh đào này nó quyện vô cái mùi thật của mình để ra một cái mùi riêng của mỗi người. Và cái mùi đó mới là cái mùi mà làm cho người yêu quyến rũ, tại vì không ai có được. Hoa hồng và hoa Denmark, Denmark rose. Và nhiều cái chất tốt lắm, chúng tôi chỉ nói là cái chính nguyên liệu chính thôi, nhưng mà còn nhiều những cái để làm cho da trắng, da đẹp. Thành ra đúng rồi, rất là tốt. Và cái giá hiện tại của mình là bao nhiêu? 1.380.000 một hộp thôi. 1.380.000 mà một hộp 60 viên. Một hộp 60 viên. Là một cái liệu trình, mọi người nhớ là nếu mà mọi người chưa uống thì mình nên uống một liệu trình là 3 tháng liên tục. Một ngày mình uống 2 viên, có thể sáng một viên, chiều viên, hoặc là giống chị Duyên là một ngày uống 2 viên một lần buổi sáng. Cái này trong đây nó ghi là balance hormone, có nghĩa là nó làm balance cái hormone trong cơ thể. Nhưng mà ở đây mình cũng nói thêm là đây không phải là cái thuốc hormone chỉ cho đàn bà. Tại tuy là nó balance hormone nhưng mà nó không phải làm bằng cái tinh chất đậu nành. Đúng rồi. Thành ra đàn ông hay đàn vẫn bà xài được. Vẫn xài được. Và hôm trước cái hãng làm đó, cái người bác sĩ họ lúc mà họ giới thiệu cho em lại cái chương trình cái này đó, họ nói là nếu mà mình cảm thấy là muốn thực sự mà thơm mà ngay tức thì đó, thì trước khi mình ấy đó thì mình uống trước 30 phút chắc chắn là sẽ cái mùi mình rất là thơm.